Vâng, xưởng sản xuất đồ gỗ Đại Dương xin kính chào toàn thể quý nhà. Hiện tại bây giờ là 4 giờ chiều của ngày 12 tháng 4 năm 2022. Vì em đang có mặt tại Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình. Đang ở nhà anh nhà ở Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình. Bán giao một combo Âu Á chất liệu gỗ xoan. Thì bạn nào mà đang quan tâm đến dòng sản phẩm này và muốn đưa về phòng khách nhà mình một bộ combo bàn ghế để làm nổi bật phòng khách nhà mình đấy, thì bỏ một chút thời gian ra thôi. Em sẽ quay video thực tế nhất đấy. Đây là video thực tế tại nhà khách hàng, tại nhà anh Nhạc ở Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình đấy. Một bộ combo phòng khách giá là bình dân nhất trên thị trường đấy. Đầu tiên là chiếc ghế đoàn đây. Đây là video thực tế nhất bên em bàn giao về tay nhà anh Nhạc Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình. Đấy, bạn nào mà đang kết thì hãy điện cho em theo số điện thoại là 0981 888 8083. Bên em sẽ giao hàng tận nhà, kiểm tra hàng đúng chất lượng như quảng cáo thì mới phải thanh toán nha các bác nhá. Nếu mà sai thì trở quay đầu, không cần đặt cọc một xu nào hết các bác nhá. Đấy, các bác cứ điện cho em sẽ giao hàng tận nhà, kiểm tra hàng đúng chất lượng thì mới thanh toán nha các bác nhá. Đấy, các bác khi mua hàng bên em nó sẽ tặng combo khay trà 5 món. Đấy, tặng kính bàn, kính đun. Bàn này là có 2 ngăn kéo sử dụng này, đôn cũng có ngăn kéo sử dụng này. Đấy. Giá của bộ sản phẩm này bên em đang báo giá công khai là 17 triệu nha các bác nhá. 17 triệu. Hỗ trợ vận chuyển 100 cây đấy. Hỗ trợ vận chuyển 100 cây, các bác cứ điện cho em cái số điện thoại này. Em sẽ giao hàng tận nhà nha các bác nhá. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại.